18. Phẩm bạn lành Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các Đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, làm sao học được bát nhã, tịnh lượng, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí, ba la, mật đa. Phật dạy, thiện hiện. Các đại Bồ Tát mới học Đại Thừa, muốn học bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa, trước hết phải gần gũi phụng sự cúng dường bậc thiện hữu chân tịnh, khéo thuyết giảng phân biệt bát nhã cho đến bố thí ba la mật đa. Nghĩa là khi thuyết kinh bát nhã ba la mật đa thâm sâu, nên khuyên gian dạy bảo hàng Bồ Tát mới học Đại Thừa. Hãy đến đây thiện nam tử, ông nên siêng năng tu bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, khi siêng tu, ông nên dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình bình đẳng trung hưởng, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Ông chớ dùng sắc quẩn cho đến thức quẩn mà giữ lấy quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn xứ cho đến ý xứ mà giữ lấy quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Đừng dùng sắc xứ cho đến pháp xứ mà giữ lấy quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn giới cho đến ý giới mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng sắc giới cho đến pháp giới mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn thức giới cho đến ý thức giới mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhãn xúc cho đến ý xúc mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng địa giới cho đến thức giới mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng nhân duyên cho đến tăng thượng duyên mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng vô minh cho đến lão tử mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng thánh đế khổ tập diệt đạo mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, đừng dùng bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tịnh quán địa cho đến Như Lai địa mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng cực hỷ địa cho đến pháp vân địa mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng năm loại mắt, sáu phép thần thông mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đừng dùng 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng 32 tướng 80 vẻ đẹp mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng pháp không quên mất tánh luôn luôn xả mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng tất cả hạnh đại bồ tát và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật mà giữ lấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đừng dùng trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà giữ lấy quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Vì sao? Thiện nam tử nếu không chấp thủ sắc đến đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề, cho đến không chấp thủ trí nhất thiết tướng đến đắc quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Thiện nam tử, tuy hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, ông chớ tham trước sắc thọ tưởng hành thức, nói rộng cho đến trí nhất thiết tướng. Vì sao? Vì sắc cho đến trí nhất thiết tướng chẳng đáng để tham đắm. Vì sao? Thiện nam tử, vì tất cả pháp tự tánh là không. Bây giờ, cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Các đại Bồ Tát thường làm được việc khó ở trong tất cả pháp tự tướng là không, mà mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà phật dạy thiện hiện đúng vậy đúng vậy các đại bồ tát thường làm việc khó ở trong tất cả pháp tự tướng là không mà mong cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ Đà muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ Đà thiện hiện nên biết tuy các đại bồ tát biết các pháp đều như huyễn hóa nói rộng cho đến như thành tầm hương ảnh ảo tự tướng đều là không nhưng vì thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vì muốn làm cho thế gian quay vẻ nương tựa nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vì muốn làm nhà ở cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà vì muốn chỉ đường cứu cánh cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm hòn đảo cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm nhật nguyệt cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm bước sáng cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm thầy dẫn đường cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm tướng soái cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề vì muốn làm chỗ tới cho thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thế nào là đại bồ tát vì muốn cho thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện đại bồ tát vì muốn giải thoát các việc khổ não cho tất cả các hữu tình nên tu hành bồ thí cho đến bát nhã nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đó là đại bồ tát vì muốn cho thế gian được nghĩa lợi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại bồ tát vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề? Thiện hiện, đại bồ tát vì muốn cứu các hữu tình đang run sợ trong năm đường, đưa đến nơi bờ niết bàn cho an ổn khỏi sợ hãi nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đó là đại bồ tát vì muốn cho thế gian được lợi ích nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nào là đại Bồ Tát vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, thiện hiện đại Bồ Tát vì cứu vớt hữu tình thoát khổ đau sầu não để được an ổn nơi bờ niết bàn kia nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, đó là đại Bồ Tát vì muốn cho thế gian được an lạc nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề. Thế nào là đại Bồ Tát vì muốn cứu vớt các thế gian nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề thiện hiện Đại Bồ Tát thấy các hữu tình đã trong ba đường ác vì muốn cứu vớt và khiến họ tu nghiệp lành, lần lần nương vào tam thừa mà đi đến xuất ly, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó là Đại Bồ Tát vì muốn cứu vớt các thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thế nào là Đại Bồ Tát vì muốn làm chỗ quay về nương tựa cho thế gian, nên hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Thiện hiện Đại Bồ Tát vì muốn hữu tình mau được giải thoát các khổ sanh, sanh lão bệnh tử, sầu than khổ, buồn